Long Nhật thú chuyện tình gây chấn động với hai anh em, lần đầu tiết lộ bí mật thầm kín. Video mới đăng tải trên kênh YouTube của Long Nhật đang là chủ đề gây bàn tán với cộng đồng mạng. Nam ca sĩ gây sốc ngay từ tựa đề Anh trai của bạn gái yêu tôi. Theo đó, giọng ca gốc Huế tiết lộ mình từng được rất nhiều người yêu mến, cả nam lẫn nữ. Trong một lần lưu diễn ở miền Bắc, Long Nhật quen một đàn anh tên Khang có vẻ ngoài rất điển trai. Nam ca sĩ miêu tả, anh đẹp trai như thần tượng Hy Lạp, da rám nắng, thân hình vạm vỡ. Tất cả con gái trong đoàn đều nhìn anh, ban ngày anh săn bắt cướp, tối lại đánh đàn, chơi nhạc guitar và hát đám cưới. Và hát đám cưới, chính anh là người dạy cho tôi hát bài Lá Siêu Bông. Long Nhật không ngờ anh Khang lại là người đồng tính, có tình cảm với mình. Nhìn thấy nam ca sĩ trẻ trung, nước da trắng, vọng người nhỏ như con gái, anh càng đem lòng cảm mến. Về sau anh Khang đưa Long Nhật đi về nhà chơi, gặp hết các thành viên trong gia đình, trong đó có hai cô em song sinh. Đáng nói, một trong hai cô có tên Huyền lại yêu Long Nhật. Nhớ lại chuyện năm đó, Long Nhật kể, anh Khang chở tôi trên chiếc xe Win đi chợ sắt. Thỉnh thoảng anh cầm tay tôi bóp nhẹ một cái rồi hôn trộm lên má tôi một cái, nhưng tôi không để ý. Khi đó tôi là đứa con nít, chỉ biết đắm chìm trong âm nhạc và cũng chưa có khái niệm đồng tính, luyến ái là gì. Dù ngoại hình giống con gái và ai nhìn cũng nghĩ tôi là người đồng tính từ bé, nhưng không phải. Tuy nhiên khi ấy Long Nhật không hiểu tình yêu đồng tính là như thế nào, nam ca sĩ chỉ đón nhận anh Khang như một đứa em trai với anh trai. Giọng ca ở hai đầu nỗi nhớ vẫn đi chơi với cả anh Khang lẫn em của anh là Huyền. Giáng sinh năm 1989, trước khi Long Nhật lên Hà Nội, anh Khang chở anh bằng chiếc xe Win ở Hải Phòng. Vừa đi vào trò chuyện, bỗng dưng anh nói Long Nhật nhìn vào gương chiếu hậu. Lúc này đây, nam ca sĩ hoảng hốt khi thấy đối phương khóc. Hỏi lý do thì anh Khang thổ lộ lên tình cảm. Anh lại bảo, thỉnh thoảng anh cầm tay em hơi lâu và hôn trộm lên má em vài lần. Em đừng trách anh nhé. Tôi vô tư trả lời, anh thương em mà, biết đâu sau này anh là anh vợ của em thì sao? Anh đang thương em gái anh đó, bố em cũng nhận em là con nuôi rồi. Anh bảo bỏ qua chuyện đó đi, anh không muốn nghe. Sau này khi lớn lên tôi mới hiểu là anh có chút hờn ghen với em gái mình. Hai người cùng yêu tôi, trêu ngoe ngang trái mà tôi hoàn toàn không biết gì cả, Long Nhật tâm sự. Vài hôm sau anh Khang lên Hà Nội gặp Long Nhật, cả hai lần đầu ngủ chung giường trong căn phòng có rất nhiều người. Cả đêm anh Khang không ngủ được, cứ co quậy suốt. Tôi bảo anh ôm tôi ngủ đi, nhưng anh nói, Long Nhật ngủ đi, anh ôm em, anh sẽ không ngủ được, rồi phá em nữa. Sau này tôi mới hiểu là anh yêu thương và muốn gần gũi với tôi. Đó là mối tình lạ lùng mà tôi không hề hay biết, mà vẫn vô tư yêu em gái của anh, nam ca sĩ kể lại. Về sau Long Nhật vào Nha Trang và cũng quên đi đoạn tình cảm đó, cho đến 2 năm, bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của người cũ trong dịp trở lại Hải Phòng. Khi đến gặp nhau, Long Nhật giận mình vì đối phương vẫn có vẻ ngoài điển trai, chẳng khác gì năm xưa. Sau này tôi mới hiểu là đồng tính có nhiều dạng khác nhau. Có những người cực kỳ manly như đồng tính, có những người ngoại hình rất con gái như tôi nhưng lại không đồng tính, nam ca sĩ chia sẻ. Vài ngày sau, Long Nhật tặng quà anh Khang một bộ vest trắng vì nghĩ đối phương thương mình như em trai, họ vẫn đi chơi cùng nhau. Chị là Long Nhật không biết đến tình cảm của người đàn ông đó. Đến khi vừa đặt chân về Huế, nam ca sĩ choáng váng nhận tin anh Khang bị tai nạn hôn mê sâu. Anh vội vã quay lại Hải Phòng để chăm sóc đàn anh. Khi anh khỏe mạnh, anh đi làm, tôi trở về Huế. Ngày tôi về Huế, anh quỳ xuống dưới chân tôi và nói, anh yêu em. Lúc đó có một chút chấn động trong lòng tôi và tôi hiểu trên đời này có một thứ tình yêu nữa là tình yêu của những người đàn ông dành cho nhau, Long Nhật kể lại. Giọng ca gốc Huế thú nhận có chút rung động trước khi anh Khang tỏ tình, nhưng là vì người ta quá yêu mình, đến bây giờ anh vẫn thấy biết ơn vì tình cảm đẹp đẽ năm nào. Cuối cùng Long Nhật chia tay cô em gái lẫn anh Khang, đồng thời cắt đứt liên lạc với họ và mảnh đất Hải Phòng.